chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mẹ và Sam Cuộc Sống Brazil. Hôm nay là dịp cuối tuần nên là cả gia đình mình quyết định rủ nhau đi đến trung tâm mua sắm để cho hai con được vui chơi. Nói chung là hai con muốn chơi trò gì cũng được, ba mẹ sẽ cho chơi. Với lại là sau đó là sẽ đi ăn kem. Thì khi vào cái chỗ khu vui chơi này thì Sam với là Angelina không có chịu. Thế là phải đi vòng vòng kiếm cái trò chơi khác. Thì lúc mà đi xuống cái thang máy này nè cả nhà, đó cái sao nó thấy mấy trái banh ở phía dưới đó, hai đứa mà thấy hai mấy trái banh rồi, cái mấy đứa nó khoái, tại vì trái banh này nó được nằm ở trong nước đó cả nhà, và mình bắt đầu hai đứa nó đòi vô đây để chơi, nhưng mà ba Sam nói thì thôi để đi một vòng coi còn trò chơi nào khác nữa hay không, rồi bây giờ là gia đình mình bắt đầu đi tìm trò chơi cho mấy đứa nhỏ. Chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ nó vui là chính thôi, chứ thật ra là người lớn đi chỉ phụ họa thôi chứ cũng không có chơi gì được nhiều. Và cuối cùng thì bây giờ vẫn chọn lại cái trò chơi banh này. Sau một hồi nói chuyện với lại nhân viên thì cuối cùng là ba Sam quyết định cho hai đứa nó chơi. Nhưng mà hai đứa nó sẽ được leo vào cái trái banh lớn này nè cả nhà. Đó, mà chỉ có khoảng chừng 7 phút thôi, thì với giá là 20 đồng đó cả nhà. Đó, bây giờ là nhân viên sẽ lấy cái trái banh này ra để xả hơi, sau đó cho hai đứa nhỏ nó vào trong trái banh. Rồi cái bắt đầu bơm hơi lên rồi đẩy hai đứa nó ra giữa cái khu vực hồ nước có mấy trái banh nhỏ gì đó. Trời ơi, vậy mà nó khoái chơi đó cả nhà ơi. Thật ra nếu mà tính 7 phút với lại 20 đồng thì khá là đắt nha cả nhà. Bởi vì quy ra tiền Việt thì nó cũng gần cả 100.000 nó chứ đâu ít đâu.
đầu đi ăn kem thôi. Hôm nay thời tiết thời Gen Z khá là nóng nha. Giờ anh Gina chọn trước đi. Con muốn uống dâu hay là sô cô la? Uống cái nào? Morango. Ta bầm rồi đưa cho mẹ. Đưa cái này đi. Đúng rồi, để này. Rồi, đợi nha, mình đợi nha. Mình đó là có tiền sử bị tiểu đường nên là mẹ chồng mình không có ăn kem được nha mọi người. Kem rất là ngọt. Chủ yếu là mua kem cho mình với lại hai đứa nhỏ ăn thôi chứ chồng mình cũng không ăn nữa. Nhon không? Nhon không con? Sau khi mà dẫn Angelina với lại Samuel đi ăn kem với lại đi chơi xong thì bây giờ nhà mình cũng về thôi mọi người ơi, chiều rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video buổi ngày đi chơi ngày hôm nay của gia đình mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye và xin chào tạm biệt.